Kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì vị trí tâm bão Konu thì đang nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h và giật trên cấp 17. Di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, dự báo đến khoảng ngày 5 tháng 10 thì bão sẽ đi vào Biển Đông và suy yếu dần với cường độ gió cấp 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Sau đó từ đêm mai 4 tháng 10 thì sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12 và giật cấp 15. Sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển cần lưu ý. Còn trên đất liền, trong đêm nay và ngày mai thì ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ trở xuống phía Nam, về chiều tối sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to và lượng mưa ở khu vực Trung Trung Bộ thì sẽ phổ biến từ ngưỡng là 15 cho đến 30 mm và có nơi trên 50 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có điểm trên 70 mm. Còn trong ngày, ở các khu vực này thì sẽ có nắng đan xen với nhiệt độ cao nhất hầu hết đều dưới ngưỡng là 33 độ. Trái lại ở phía Bắc thì toàn miền Bắc và các tỉnh thuộc khu vực của Bắc Trung Bộ ngày mai thì vẫn tiếp tục duy trì với nền nhiệt cao phổ biến từ ngưỡng là 31 cho đến 33 độ. Một số nơi như là Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Nghệ An thì từ ngưỡng là 34 cho đến 35 độ. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực trung du và vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 70-75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 75-80%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình cơn bão Konu trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, Thu Hằng xin được nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.